Cái gì đấy? You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta. The Tsuyoshi Tanaka. My father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, các bạn nhỉ? A demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. Đây có lẽ chỉ là cái đoạn mở đầu intro nhé các bạn, chứ nó không đến nỗi là hình ảnh nó tệ hại vậy đâu. Nó đang quá hiệu ứng ấy. Theo mình biết thì cái bản này nó chỉ nâng cấp lên cái phần hình ảnh thôi. Ui ui. Ui giời, giết hai thanh niên. Ui à, ui à. Giữ vậy. Hideaki. Đúng rồi. Bản nhạc Devil May Cry, bản nhạc nó thương hiệu của cái series game luôn. Đang được vang lên đấy các bạn. Ui, chém nhau. Ui, kinh vậy. Trời ơi. Kiếm hiệp Kim Dung của nó là tuổi tôm. Ui. Ui, trông tệ quá. Có lẽ là nó hình ảnh sẽ được cải thiện đáng kể. Chứ như thế này thì xấu quá. Thôi xong. Phải đàn tê không về. Nhìn nhau không chưa? Đắm đuối chưa? Ui. Nhớ đàn tê bất tử rồi nhỉ? The fuck? Vừa tay phát không cần keo. Sợ thật. À đúng rồi, Dante vẫn sống rồi. À không, ăn một xiên nữa rồi. Sau này Dante không về rồi. Yeah. À, The View May Cry 3, ok. Hả? Xong rồi à? Thế rồi à? Really? Option tiếp nào. Lock on display, ok. Turbo bật lên. Language subtitle brightness control default. Control. Ui thôi xong. Cứ tưởng bên kia ngon lành thế nào, sao bên này lại giả lập hết thế này. Vãi trưởng. Last game, a new game phát. Tutorial on đi. Gold, yellow. What the fuck? Ok, gold. Ok, The View May Cry. Sao hình ảnh nó vẫn tệ thế này á? Ok, lại chém nhau nữa à? Really? Tua lại nguyên cái đoạn vừa rồi luôn ạ. Vãi trưởng thật. Lâu lắm các bạn ạ. Vào lại từ đầu nào. ATF 4. Như vậy là trong nguyên cái bản HD Collection này có tất cả cả 3 phiên bản của Devil May Cry luôn. Chọn phiên bản nào là chơi phiên bản đó. Nãy là bản số 3. Quay bản số 2 phát nào. Lucia. Lucia là ai vậy? Lucia, sexy lady. Ui ôi, khiếp. Vãi trưởng. Cái gì này? Chỉ có thế này thôi. Really? Ui. Ui. Mình biết là cái tựa game Devil May Cry nó ra rất là lâu rồi, nhưng mà nó lâu đến cái độ mà setting chỉ có thế này thôi thì thật sự là vãi trưởng. Vãi lúa. Ui.
Ui, lại một thôi một hồi phim ảnh nữa. Thôi cho tôi xin. Ui thôi rồi, thế thôi nhá. Chứ đợi xong cái đoạn phim này chắc đến giờ cơm của mình mất. Được rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game, đó là The View My Cry HD Collection, được chưa nào? Đây là nó gồm 3 hậu bản, bản thứ nhất, bản thứ hai, bản thứ ba của cái tựa game The View, series game The View My Cry. Và bản thứ tư thì mình có nguyên một cái video hướng dẫn các bạn là crack riêng rồi. Như vậy là các bạn muốn chơi tất cả thì các bạn chỉ cần xem hai video của mình là có thể download được tất cả, được chưa nào? Chúc các bạn download game thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook nhá. Để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ được chưa nào. Hiện tại thì mình đã có 3 cái game rồi đây. Chưa nào? Đây là 3 game mới nhất mình cập nhật, gồm GTA 5, State Shards of Darkness, hay còn gọi cái tên đó là State gì đó được chưa nào. Rồi đại khái vậy đi. Riêng bản GTA 5 thì mình có tất cả những cái mà các bạn cần, trừ mod được chưa nào? Trừ cái mod nhân vật. Mod nhân vật thì mình chưa cập nhật. Ở đây thì gồm Việt hóa, crack, update, rồi là cop mark, sửa lỗi bàn phím. Nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến GTA. Được chưa nào? Rồi, thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhá. Chào tạm biệt các bạn.